Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi về phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 21 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 21 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 21 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức thứ năm, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Tân Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Ngày Tân Hợi thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành mộc cục. Xung Tỵ, Hình Hợi, Hại Thân, Phá Dần, Tuyệt Ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Ất Tỵ, tuổi Kỷ Tỵ và tuổi Ất Hợi. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như động thổ, đắp nền, thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, xả tang, khởi công. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 21 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 21 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp tân ân kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được dinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, át hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này với tuổi Tý có cát tinh Văn Xương quý nhân chiếu mệnh. Đây là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Các gia chủ tuổi Tý nếu vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì ngày hôm nay cơ sự rất thuận lợi và tốt đẹp để đạt được các thành tích cao. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm Thổ gặp tân âm Kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng Bôn Ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải 43. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần xương mộc gặp tân âm Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn ngày này tuổi Dần còn có hai cát thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuy nhiên, tuổi Dần cũng cần chú ý hung thần kiếp sát đóng mệnh. Đây là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ trong ngày hôm nay. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp tân ân Kim là Thất Sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Vậy nên, gia chủ tuổi Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương Thổ gặp tân âm Kim là Thương Quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp tân âm Kim là Thiên Tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, tránh xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày này, người tuổi Tý gặp được hai cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh và Quốc Ấn Tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tỵ, nên có thể xem xét tiến hành những công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Còn các tinh Quốc Ấn chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt. Gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp tân âm kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Vào ngày Tân Hợi, tuổi Ngọ còn có thiên ấp quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng, sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại những may mắn, giàu sang cho gia chủ. Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng cần chú ý hung thần kiếp sát đóng mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam sát khai vận Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận, không được khinh suất trong mọi công việc. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ trước thời cơ nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp tân âm kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thân trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trong ngày này có hung tinh kình dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Thân cần chú ý đến những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam sát khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp tân âm kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn trong ngày có hai cát tinh là thiên lộc và mã tinh đóng mệnh. Đây là cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Không những vậy, còn có hai hung thần là thiên la địa võng và kiếp sát, nên gia chủ tuổi Tuất cần chú ý đến mọi công việc. Thiên la địa võng chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy hung hóa cát. Còn kiếp sát là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ trong ngày hôm nay. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp tân âm kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. May mắn, ngày này còn có 3 cát tinh, đó là Thái Cực, Kim Dư và Tướng Tinh. Cả ba đều là phú quý, cho nên sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Hợi trong ngày này. Tuy nhiên, còn có hung thần, thiên la, địa võng, chủ về bệnh tật, lao ngục chiếu mệnh. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy hung, hóa cát. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài Thái Tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 21 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để có thể đưa đến quý vị những video chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.